Từ khi thành phố Cần Thơ nới lỏng giãn cách xã hội từ chỉ thị 16 xuống chỉ thị 15, quán cắt tóc của anh Vững lại sôi nổi trở lại. Khách đến cắt tóc đếm không xuể, thậm chí quán phải từ chối nhận khách. Mới mở tiệm thì số lượng khách thì rất là tăng luôn, tại vì anh em 3 tháng rồi không có ai được đi cắt tóc hết trơn á. Nên được xuống chỉ thị 15 thì anh em ai cũng muốn được làm cho mình mát mẻ, có một mái tóc đẹp á. Thì số lượng thì tăng, nhưng mà để đảm bảo 5K thì em hẹn khách từ từ chứ không có vô mà đông quá. Sau gần 3 tháng ở nhà do giãn cách xã hội, nhu cầu cắt tóc nam là rất cao. Tuy nhiên đa phần nhiều người đã được đặt lịch trước nên không xuất hiện cảnh ùn ứ. Sau 3 tháng mình không được cắt tóc thì tóc mình rất là dài. Và sau đó mình chạy đây mình cắt tóc và cũng không đợi chờ gì lâu lắm, tại mình cũng đi sớm. Trong những ngày cuối mà của chỉ thị 16 thì mình nhận được status của anh Vững nè, nên mình đã booking trước. Thì mình cũng là khách hàng cũng lâu năm, từ khi anh Vững mở tiệm nên mình booking, và hôm nay mình đến đây để hoàn thành bộ mái tóc mới.